Em học sinh đến với chuyên mục học toán cơ bản và nâng cao lớp 5 cùng với thầy trường. Tuần này thầy giáo đang trao đổi với các em các cái bài toán liên quan tới hình hộp chữ nhật. Thế thì hôm nay tiếp tục cái video thứ hai, thầy giáo tiếp tục trao đổi với các em về cái dạng bài này. Thì riêng về các cái dạng bài về hình thì sẽ tương đối khó với các em. Tuy nhiên nếu các em chăm chú, các em tưởng tượng ra thì các em thấy học hình rất là thú vị và không khó lắm. Thế thì bài ở số 2 này thì có nội dung gì? Bây giờ các em sẽ cùng trao đổi với thầy. Mời các em. Chúng ta đến với video phần 2 của cái dạng toán hình hộp chữ nhật các em nhé. Ở phần 2 này chúng ta có bài 3, các em đọc theo thầy. Bài 3. Một người thợ hàn một cái hộp không có nắp hình hộp chữ nhật bằng tôn, có chiều dài là 25 cm, chiều rộng 15 cm, chiều cao 2 dm. A. Tính diện tích tôn cần dùng để làm cái hộp đó, không tính mép hàn. B. Mỗi mét vuông tôn nặng 0,45 kg. Hỏi cái hộp đó nặng bao nhiêu kg? C. Nếu đổ đầy nước vào cái hộp đó thì hết bao nhiêu lít? Đó. Thế như vậy là để giải bài toán này ấy thì các em phải nắm xem là bài cho biết gì, yêu cầu làm gì. Đấy, chúng ta lấy giấy nháp ra, chúng ta đọc lại và chúng ta sẽ xác định cái việc đó. Ở đây là các em lưu ý là một người hàn một cái hộp không có nắp nhá. Ở đây là các em lưu ý là hộp không có nắp. Đó, đây là việc rất quan trọng. Chiều dài. Ở đây người ta cho biết dài bằng 25 cm rồi. Chiều rộng bằng 15 cm rồi. Và chiều cao bằng 2 dm. Người ta yêu cầu thứ nhất là tính diện tích tôn cần dùng nhá. S xì tôn. Đó. Mỗi mét vuông, một mét vuông thì là bằng 0,45 kg. Hỏi cái hộp đó, bằng bao nhiêu kg? Đây là phần B này, đây là phần A này. Đổ đầy nước. Đấy. Thì là bao nhiêu lít? Bao nhiêu lít này mà đầy cái hộp chứng tỏ là người ta tính thể tích các em nhá. Thì đấy là thầy giáo đã đọc rồi, đã viết vẽ ra rồi. Bây giờ thầy giáo xác định xem là bài cho biết gì nào. Cho biết đây là cái hộp không có nắp. Thế thì thế nào là hộp không có nắp thì các em lưu ý cho thầy giáo đây. Ví dụ thầy giáo có một cái hình hộp chữ nhật như thế này. Đó, ví dụ thầy giáo có cái hình hộp như thế. Thầy giáo vẽ bằng tay cho nên là nó chỉ là tương đối thôi các em nhá. Có. Thế thì cái hình hộp này các em lưu ý cho thầy giáo này là gì? Là nó không có cái nắp trên này này. Đó, không có nắp trên, có đáy. Có đáy nhá, nhưng mà không có nắp trên này. Đấy, các em lưu ý như thế. Tức là gì? Tức là nó có xung quanh không các em? Đấy. Thế thì hộp không nắp. Thì bằng cái gì? Có xung quanh. Có S xì xung quanh. Và chỉ có một đáy thôi, cộng một đáy. Chứ không có hai đáy. Tại vì trên này là không không có nắp cho nên là không có hai đáy. Thế các em lưu ý cho thầy giáo cái việc này. Đó. Cái thứ hai là sang đến phần B thì chúng ta sẽ tính sau. Sau khi giải quyết xong phần A, chúng ta sẽ tìm hiểu phần B. Thế bây giờ ở phần A thì giáo tính diện tích tôn cần dùng. Thì người ta sẽ là tôn để làm các cái bề xung quanh. Thì chính là diện tích xung quanh.
tôn để làm cái phần diện tích đáy, một đáy thôi, còn trên không có. Đó, cho nên là thầy giáo lưu ý như vậy. Thế bây giờ để giải bài toán này ấy, thì đương nhiên là thầy giáo muốn tính diện tích xung quanh thì phải biết chu vi đáy nhân chiều cao đúng không? Đấy, thầy giáo nhắc lại đây này, S thì xung quanh này, thì bằng chu vi đáy nhân chiều cao. Ừ. Xin lỗi cái chu vi đáy này, chu này, vi đáy này, nhân nhân h này, đó. Thì đấy là diện tích xung quanh nhá. Thế mà chu vi đáy thì các em phải biết chiều dài, chiều rộng, dài rộng đây rồi. Thế còn chiều cao thì biết chưa, chiều cao đây rồi. Nhưng mà các em có phát hiện ra điều gì không? Dài là đơn vị là cm, rộng đơn vị là cm, nhưng riêng chiều cao đơn vị là dm. Đó. Thế vì vậy cho nên là chúng ta không thể, các em nhớ một cái điều là tất cả phải cùng đơn vị đo thì chúng ta mới tính được nhá. Chứ còn nếu như khác đơn vị đo thì không làm được. Thế bây giờ muốn cùng đơn vị đo thì chúng ta có thể đổi thôi. Có thể đổi từ cm ra dm, có thể đổi dm ra cm. Nhưng trong trường hợp này thầy giáo thấy đổi dm ra cm thì nó hợp lý hơn. Bởi vì sao? Bởi vì ít lần đổi, cái thứ hai là không thành số thập phân nhé. Thế như vậy, để giải cái phần A này, phần A thì thầy giáo phải đổi 2 dm thì bằng 20 cm. Đó. Thế sau đó thầy giáo tính, thì bây giờ thầy giáo tính diện tích xung quanh đã đúng không? Ừ. Diện tích xung quanh. Diện tích xung quanh thì bằng cái gì? Chu vi đáy tức là bằng dài. Đấy, dài cộng rộng nhân 2, dài đây là 25, mở ngoặc 25 cộng rộng là 15 nhân với 2 rồi nhân với chiều cao là 20. Đó. Thì các em lưu ý cái công thức này. Dài cộng rộng nhân 2 là chu vi đáy nhân với chiều cao. Thì ở đây là 40 nhá. Cộng vào là thành 40, 40 là 80. 80 nhân với 20, 28 16 thêm hai số 0. Như vậy chúng ta được là 1600. Đơn vị là gì? Đơn vị là toàn cm. Đúng không? Cho nên ở đây chúng ta là có cm khối. Xin lỗi các em, cm vuông, đơn vị đo diện tích. Đấy, thầy giáo lại nhầm rồi. Đó. Thế như vậy thầy giáo tính xong diện tích xung quanh rồi. Bây giờ phần tôn để làm cái hộp này thì là bằng diện tích xung quanh cộng với đáy này này. Cho nên thầy giáo phải tính diện tích đáy. Hoặc nếu thầy giáo làm gộp thì thầy giáo lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích đáy luôn nhé. Thế như vậy là gì? Diện tích tôn dùng để làm hộp là em lấy diện tích xung quanh là 1600 cộng diện tích của đáy, một đáy thôi mà đáy thì bằng dài nhân rộng. Đó. Bây giờ các em nháp đi. Nháp cho thầy giáo xem là 25 nhân 15 là bằng bao nhiêu? 55 25 viết 5 nhớ 2, 5 2 là 10, 12, 1 2 5 7 3. Đúng không? Là 375. 375 cộng với 1600. 1600. Thì các em thấy là bằng 5 bằng 7 bằng 9, 1975. Đơn vị là cm vuông. Như vậy thầy giáo đã giải quyết xong phần A rồi. Bây giờ sang phần B. Phần B là gì? Mỗi mét vuông tôn là nặng 0,45 kg, hỏi cái hộp này nặng bao nhiêu kg? Phần B. Thế thì các em lưu ý là mỗi một mét vuông thì nặng
0,45 kg. Mà ở đây chúng ta là có tổng diện tích của nó là 1975 cm nhá, cm vuông. Thế như vậy mà đây là mét vuông thì chúng ta phải đổi. Đấy. 1975 cm vuông bằng bao nhiêu mét vuông? Đấy, thế thì đổi thì cũng là một vấn đề đấy các em nhé. Đổi cũng là một vấn đề đấy. Đây thầy giáo lưu ý này. Cm vuông thì tương ứng với hai chữ số là 775. Sau đó tiếp hai chữ số nữa là dm vuông. Đấy, tại vì đơn vị đo mét vuông, đơn vị đo diện tích là hơn kém nhau 100 lần mà. Cm này, dm này, mét là không có gì. Như vậy chúng ta sẽ viết không vào là 0,1975 m². Đó. Thế thì bây giờ 1 m² thì nặng 0,45 kg, mà ở đây là có từng này mét vuông. Cho nên là thầy giáo trả lời luôn hộp đó nặng là 1975 nhân 0,45 bằng, mà lẽ ra các em lấy 0,45 nhé, 0,45 nhân với 0,1975 nhé. Tuy nhiên thầy giáo viết thế rồi. Bây giờ các em nhát đi. Đây, thầy giáo bỏ sang đây để nhát này. 0,1975 này. 0,45 này. 5 x 5 25 viết 5 nhớ 2, 57 35 nhớ 2, 37 viết 7 nhớ 3, 59 45 nhớ 3 là 48 viết 8 nhớ 4, 515 nhớ 4 là 9. 45 20 viết 0 nhớ 2, 47 28 nhớ 2 là 30, viết 0 nhớ 3. 49 36 nhớ 3 là 39, viết 9 nhớ 3. 41 là 4, nhớ 3 là 7. 5 7 8 8 8. Chúng ta đếm 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 dấu phẩy ở đây. Như vậy chúng ta được 0,0 đó. Các em lưu ý như vậy. Cái bình thường thì chúng ta sẽ không để nhiều chữ số đằng sau dấu phẩy, nhưng trong trường hợp này thì chúng ta nhân được bao nhiêu chúng ta cứ để nguyên bấy nhiêu nhá. Thế như vậy thầy giáo đã giải quyết xong phần B. Bây giờ thầy giáo tiếp tục sang phần C. Nếu đổ đầy nước vào trong hộp thì hết bao nhiêu lít? Có nghĩa là phần này là phần chúng ta sẽ tính thể tích đấy, đúng không các em? Tính thể tích là gì? Chúng ta có thể viết thể tích hộp đó là, các em lại viết cái phép tính ngay cùng một dòng nhé. Muốn tính thể tích thì ta lấy cái gì? Lấy dài là lấy, đây thầy giáo nhớ cho các em nè. Muốn tính thể tích thì ta lấy gì nhỉ? Dài này nhân rộng này nhân với cao này, có đúng không? Thế mà dài nhân rộng thì các em có cần phải nhân không? Bởi vì đây, dài nhân rộng lúc nãy các em đã lấy 25 nhân 15 đây rồi và kết quả bằng đây rồi. Như vậy cái này là bằng 375 đây. Đấy, các em tận dụng cái này nhé. Tận dụng cái này.
Các em đã nhân rồi thì không phải nháp lại. Sau đó nhân chiều cao là 20. Thì như vậy là gì? 2 nhân 5 là 10, viết 0 nhớ 1, 2 nhân 7 14 nhớ 1 là 15, viết 5 nhớ 1, 2 nhân 3 là 6 nhớ 1 bằng 7. Thế và thêm một số 0 ở đây. Đó. Như vậy là chúng ta đã tính được đây rồi. Thì các em lấy 25 là dài này, nhân với 15 là rộng này, nhân với chiều cao là 20 này. Và lúc nãy các em đã tính ra là 7.500 đơn vị là cm khối. Đó. Thế nhưng mà bây giờ vấn đề là bài lại hỏi là gì? Hỏi là bao nhiêu lít nước cơ. Đó, bao nhiêu lít nước cơ. Chứ không hỏi bao nhiêu cm khối. Thế thì vấn đề là chúng ta phải đổi từ cm khối ra lít, đúng không? Ra lít. Thế thì chúng ta đổi từ cm khối ra lít thì các em hiểu lít là thế nào? Thì hôm trước ở cái bài hình lập phương thầy giáo nói rồi. Lít là đơn vị mà bố mẹ ông bà các em hay dùng, một lít nước mắm mua bao nhiêu lít xăng. Đó, đấy là một lít, chứ không ai người ta nói là mua bao nhiêu cm khối xăng. Đó. Thế nhưng các em hiểu lít là gì? Thì ở đây các em lưu ý là thầy giáo sẽ có 1 lít thì chính là bằng 1 decimet khối các em nhé. Đó, 1 lít thì bằng 1 decimet khối. Các em lưu ý như vậy. Thế mà trong khi đó thì lại là gì nhỉ? Mà 7.500 cm khối thì bằng từ cm khối hơn kém nhau là 1.000 lần. Như vậy là 500 này là ở đơn vị cm khối, 7 này đơn vị decimet khối, cho nên là sẽ bằng 7,5 decimet khối. Đó. Và ở đây chính là bằng bao nhiêu các em? 7,5 lít. Đó. Thì đấy chính là thầy giáo đã làm được cái bài này là hết bao nhiêu lít ở đây như vậy. Thế bây giờ đáp số. Đáp số. Đáp số ở đây thì có 3 đáp số rồi nhá, có 3 đáp số. Đáp số thứ nhất là gì? Phần A là diện tích tôn cần dùng là 1.975 cm vuông. Phần B thầy giáo sợ không đủ cho nên thầy giáo viết hàng ngang. Phần B của nó là hộp này nặng là 0,088 kg. Phần C là 7,5 lít. Đó. Thì đấy là nội dung mà thầy giáo muốn trao đổi với các em ở cái bài này. Thế thì qua bài này các em rút ra được điều gì? Các em rút ra được là khi mà tính thì các em chỉ học là tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần. Thế nhưng ở bài này thì người ta không phải là tính xung quanh, chả phải tính toàn phần, mà là tính diện tích của cái hộp không có nắp thì chính là bằng diện tích xung quanh cộng diện tích một đáy thôi nhá. Đấy là kiến thức các em lưu ý cho thầy giáo. Kiến thức thứ hai là gì? Là người ta hỏi mỗi mét vuông tôn thì nặng 0,4 kg, thì hỏi xem là từng này mét vuông thì nặng bao nhiêu. Thì đây là toán tỷ lệ, các em làm đơn giản thôi, không có gì, đúng không? Thế còn lại phần C người ta củng cố cho các em là bao nhiêu lít, tính bao nhiêu lít, tức chính là tính thể tích của cái hộp đó. Thế nhưng mà tuy nhiên là sau khi tính thể tích thì ta lại được đơn vị là cm khối. Mà người ta hỏi là lít thì các em hiểu là 1 lít thì bằng 1 decimet khối, và ta đổi ra decimet khối và chính là ra lít. Các em lưu ý cho thầy giáo cái chỗ này. Đó. Thì đấy là nội dung của bài hôm nay. Thế thì nếu các em có vấn đề gì muốn hỏi thầy thì các em viết nhận xét dưới mỗi video, thầy giáo sẽ trả lời. Thì còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo. Xin chào.